Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục với Basic Guy. Thì sau khi mình đã hoàn thành 5 con hero tăng, hôm nay tiếp tục mình sẽ làm series về hero support của Overwatch. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một support đang rất là hot ở thời điểm hiện tại. Hầu như tất cả các trận đấu đều có thấy mặt, cái tỷ lệ nó xuất hiện là 96-69% với khả năng búp máu, búp tốc độ, di chuyển, leo tường, bám dách như người nhện, ultimate búp diện rộng. Và hero mình muốn nói đến là OK, mình sẽ qua điểm mạnh và điểm yếu của Lucio. Điểm mạnh Lucio á, hiện tại anh ta là một trong những support tốt nhất ở thời điểm hiện tại, vì vừa có búp tốc độ di chuyển này, vừa có búp máu nữa trên diện rộng luôn, nhanh nhẹn và có kỹ năng đẩy ra nên rất là khó áp sát và giết được Lucio. Ultimate búp siêu diện rộng hỗ trợ rất tốt cho việc mở combat và hỗ trợ cho những đồng đội đang hết máu. Không phải chỉ có búp không mà Lucio còn có thể hỗ trợ việc gây sát thương cấu máu team địch cùng đồng đội rất là tốt, có thể đẩy nhanh vào vị trí chiếm bề thế bằng cách búp tốc độ cho các team ồ vào. Còn về điểm yếu của Lucio á là tăng hồi máu khá là lâu với cái búp của Lucio, tại vì nó hồi chỉ có 12.5 HP trên 1 giây thôi. Về cái khoảng này á thì không thể nào bằng Mercy hay Zenyatta được. Nếu mà bằng hai con này thì không ai bứt hai con này chơi đâu. Và cái thứ hai á là các bạn khi sử dụng cái búp tốc độ của di chuyển á thì bạn phải cân nhắc thật kỹ cái thời điểm nào bạn nên sử dụng búp tốc độ và thời điểm nào bạn nên sử dụng búp máu, nên nó rất là khó. Cái ở cái khoảng này ai mà đánh Lucio nhiều thì người ta sẽ biết cân nhắc giữa cái búp máu và bất độ. Việc canh đúng thời gian để sử dụng ultimate á khá là quan trọng nha. Nhiều lúc bạn chưa kịp ultimate bạn đã chết rồi thì cả team kéo theo, cả team bạn sẽ chết theo. Nó rất là quan trọng. Máu thấp và trong combat nó không có tác dụng nhiều lắm ngoài việc búp bay nhảy leo tường để tránh bị focus chết ngay lúc đầu tiên mở combat. OK, chúng ta sẽ lướt qua phần kỹ năng của Lucio. Về passive của Lucio là Warrior. Lucio có thể leo tường dài, đắc đu bám trên tường, góc tường, đủ kiểu luôn. Rất tốt để có thể đến được chỗ combat kịp thời và hỗ trợ đồng đội. Với kỹ năng này, bạn có thể làm cho hero địch cảm thấy bối rối một chút và bản thân Lucio cũng trở nên khó nhắm và khó giết hơn. Ngoài ra, Lucio còn có thể leo trên các góc và mép của vực sâu. Điều này khiến Lucio khó chết hơn ở những bản đồ có vực sâu hay là những cái hố sâu ở giữa. This is my jam. Vũ khí của Lucio là Sonic Amplifier, một đòn bắn 4 viên nên việc vừa búp vừa cấu máu phụ team là rất là tốt luôn. Ngoài ra vũ khí của Lucio còn có tác dụng khác, đó là đẩy đối phương ra xa, gây 25 sát thương mỗi lần sử dụng nó tiêu hao 4 viên đạn. Các bạn chú ý nha, nguyên lý hoạt động của Sway là lên tất cả các hero, nhưng có một số trường hợp khác nó sẽ xảy ra hoặc là không xảy ra. Các bạn ý, có thể đẩy khi mà Dan Hạc đang ủi tới, Winston đang nhảy tới, Zenyatta đang trong trạng thái bất tử là sử dụng ulti của hắn đó, và đẩy cả ulti của Zendrat. Không thể đẩy Basin khi nó đang dựng cột, Dan Hạc khi nó đang bật siêu, những ai đứng trong lá chắn của Winston cũng không bị ảnh hưởng, những ai được dây ra búp, nói chung là búp của dây ra thì không bị ảnh hưởng. Step to this. Kỹ năng tiếp theo của Lucio là Rotate. Lucio chuyển đổi hai bài hát của anh ta, một bài là hồi máu, một bài là búp tốc độ di chuyển, tùy vào người chơi đang muốn sử dụng búp nào. Và khoảng cách của búp là khá là rộng, nên nhớ bạn chỉ được chọn một trong hai hiệu ứng búp ở một thời điểm. Hiệu ứng búp hồi máu 12.5 máu cho một giây, còn hiệu ứng búp tốc độ di chuyển là sẽ được cộng 30%. Kỹ năng tiếp theo của Lucio là Arm It Up. Vẫn hết ra cái volume, lúc này khả năng búp hồi máu và búp tốc độ di chuyển của Lucio sẽ được tăng trong vòng 3 giây. Bạn phải cân nhắc thật kỹ lúc nào nên sử dụng cái này, vì thời gian hồi chiêu nó rất là lâu, hồi chiêu nó tới 12 giây lận. Búp hồi máu thì được tăng lên 40 máu một giây, búp tốc độ di chuyển sẽ được cộng 110%. Cuối cùng là ultimate của Lucio. Ultimate của Lucio là Sound Barrier. Lucio nhảy lên và đập vũ khí xuống đất tạo làn sóng âm thanh, búp 500 siêu tạm thời lên các đồng đội ở gần đó. Lượng siêu tạm thời này sẽ mất dần theo thời gian, 100 siêu một giây dù bạn có sát thương hay là không. Ultimate này khá hiệu quả để chống lại những ultimate khác của hero địch như là Hu Hút của Rohut, Tactical Visor của Soldier 76, Graviton Shore của Zaya, Blood Bomb của Chaser, Deadeye của McCree và Bara của Pharah. Và hoạt động hiệu quả với ultimate của đồng đội như là Death Blossom của Reaper, Darren Play của ZNZ. Well,
Ok, mình sẽ nói về cái phần mà group matchup của Lucio. Group matchup của Lucio á, bao gồm như là Rohook, Winston, Ripper, Mercy và May. Đối với Rohook á, thì anh chàng này lúc mà hút bạn lại á, thì bạn nhanh tay bấm đẩy nó ra, thì bạn sẽ tránh được cái việc mà nó sẽ gây đam lớn và bạn sẽ chết tại chỗ. Đối với Winston á, lúc mà nó nhảy vào bắt bạn á, thì bạn hãy dùng cái sau quay để đẩy nó ra luôn. Đừng để nó áp sát gần, vì con Winston là chuyên gia đi bắt mấy con support rất là dữ dội nha, nên bạn phải đẩy nó ra, đừng để nó áp sát bạn. Ripper cũng vậy, Ripper cũng chuyên đi móc để bắt support những con yếu máu, thì lúc mà áp sát gần thì bạn cứ dùng sau quay để đẩy ra thôi. Mercy thì thật sự thì hai con giúp bọn này nếu mà tính về cái độ gây đam ngon thì thằng Lucio sẽ gây đam ngon hơn và có thể vừa búp vừa gây đam, còn Mercy thì nó chỉ được chọn một trong hai, nên lúc mà nó bắn bạn thì nó không thể búp cho bồ được, nên cái việc bạn có máu giết nó thì rất là dễ dàng. Và bạn có thể đẩy con Mercy ra xa, đẩy Mercy ra đừng để nó bay lại gần một đồng đội của nó để mà nó búp máu, đó là một cách. Còn đối với May thì với cái khả năng đóng băng á, thì rất là lợi hại, nên mình tránh cái việc mà đẩy nó đóng băng bằng cách là đẩy nó ra xa thôi với cái sao quay. Cái chiêu sao quay này defend được rất là nhiều hero. Còn về phần best matchup của Lucio thì bao gồm là Basin nè, Pharah và Zaya. Thì những con như Lucio, support như Lucio á, hay tất cả những con support như Lucio thì khó có thể tránh được cái chết từ phía trên cao của Pharah. Basin thì những support sẽ rất là ngại khi đối mặt với nó vì nó gây lượng đam rất là to, và Lucio thì không nằm ngoài danh sách được, để Basin nó bắt được thì chết rất là nhanh. Zaya thì có thể áp sát Lucio và Lucio không thể đẩy được vì nó có cái siêu búp, nên lúc Lucio xài cái sao quay lên nó thì nó không có tác dụng với lại Zaya. Đây chỉ là một số hero mình ví dụ thôi, trong lúc các bạn chơi các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm. Về phần tip và trick của Lucio thì cũng không có nhiều, mình chỉ nắm được một cái như vậy. Khi mà các bạn chuẩn bị sử dụng ultimate á, các bạn nên chuyển sang búp tốc độ để tất cả các đồng đội của bạn á, trong cái vùng đó có thể nhanh chân chạy lên đến gần chỗ của bạn, hoặc bạn chạy đến gần vị trí nơi mà có thể ulti dính toàn bộ đồng đội. Các bạn nhớ cái điều này nha, nó cũng rất là quan trọng khi sử dụng Lucio một cách hiệu quả. Ok, vậy là mình đã xong cái guide cho con support đầu tiên là con Lucio. Thì trong quá trình làm clip thì chắc sẽ có sai sót, nếu các bạn có góp ý đóng góp gì thì cứ để lại comment phía bên dưới video của mình. Nếu nó ok thì mình sẽ khắc phục. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ bấm like, share và subscribe ủng hộ channel của mình nha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Like